nhưng mà tổ tiên của nó là khác. Em tâm hiểu không? Quá hiểu luôn. Đúng bài đấy cho anh. Ừ, đúng bài mà. Bài của nó, như bài của nó là bài như thế. Đấy, đuột làng của nó như thế. Ăn sướng nhở. Đấy. Tôi cầm kéo đi chớm mà. Ngon. Chuyển nó vào. Chuyển nó vào. Có hạt động, hạt đậu cho nó ăn ngon nhở. Ngon mất cho anh ạ. Sống trên đời này phải có rồi này mà. Đúng rồi. Ăn rồi là ngồi uống nước. Ừ. Uống chè. Uống chè. Món này được rồi. Món này vào phết. Đâu. Món này ăn xong rồi. Đấy, chú bỏ. Anh em tỉa lại tí nhỉ? Nắm người một miếng gém được đấy. Đấy. Đây là giò móm. Giò móm. Giò móm, giò móm của nó. Cái móm trước đây hay là chơi mật trước đây anh? Đây, mật tôi đây này. Em thơ lên mật không? Không, mật thì nhường chú. Cho ăn gan nó đó. Gì? Mật nó đắng lắm. Đắng gì? Nó không chơi được, đắng. Nhưng mà băng đắng thì ăn được. Ừ. Với con xít là cháu uống được. À. Cái này cháu ăn được. Đấy. To không? Mật nó có to không cho anh? Có. Cho anh em khán giả xem với xem nào. To. To ra được à? To lắm, mật to. À. Ô, nó trong. Nó trong cho anh ạ. Này nó ấy lắm. Đó. Xín. Có lẽ con mật mật này chú ăn bao giờ chưa? Chú ăn được á? Ừ, chú ăn suốt. À, không để phí con ăn à? Ừ. Lúc thời chú đi đính chú ăn suốt mà. À.